Cháu Khâm xin mến chào tất cả cô bác anh chị tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hiện tại thì Khâm có mặt ở nhà của em chơ máy. Hôm nay lên thì tiếp tục là xem công việc anh em làm đến đâu rồi. Hôm nay cháu Khâm đi một mình thôi. Cháu Khởi thì thời gian gần đây thì cũng có nhiều cái công việc riêng của em ấy. Đây là Khâm lên một mình thôi. Khâm tiếp tục là ghi hình cho cô bác anh chị cùng xem cái tiến độ của nhà chơ máy nhé. Ngày hôm nay thì là đội thợ tiến hành là chát ra phần ngoài, nên là Khâm phải lên xem tình hình nào. Bây giờ là vào thời gian là 3 giờ hơn buổi chiều. Các bác thấy view bên kia có đẹp không ạ? Trời xanh mây trắng, nắng vàng. Chào tất cả các anh em nhá. Chào chú Xính nhá. View nhà trường máy rất là đẹp luôn các bác. Nắng rất to. Đi đâu về đâu? Đi bên kia làm gì? Mua A Chỉ. Hả? Cái gì đấy? Chơi bảo nô bảo làm cái gì đấy? À, làm giấy tờ cho con đi học à? Ở đây chào các ông các bà một gái xem nào. Chào ông các bà. Nhìn vào đây, nhìn thẳng vào. Khoanh tay vào. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Đi làm giấy tờ cho con đi học à? Dạ. Xong chưa? Chưa. Chưa xong à? Nắng to quá các bác. Mới chát được bước này thôi đúng không các anh? Mới chát bước này. Làm giáo xung quanh hết rồi. Nắng quá. À đây. Anh em mới thời gian buổi sáng tỉnh làm bác giáo. Cái phần này cũng rất là mất thời gian đây này. Ngô càng ngày càng lớn nhanh mọi người ạ. Sau mấy cái trận mưa với mấy hôm vừa rồi có một cái sự thay đổi rất là khác. Ngô em Hà đây đẹp quá. Chơi đâu rồi các anh? Em chơi đi đâu rồi? Con ốm á? Đi phố cáo khám á? Cám có quán khám à? À. Đây, mọi người đang chát phần ngoài này. Chú Xính hôm qua đi đâu không nhỉ? Hôm qua lại ở trong kia lại có người gọi đi du lịch. Ấy à, đi du lịch. Du lịch Phú Bảng. À, du lịch Phú Bảng. Đi một ngày một đêm. Thế làm sao mà du lịch được cái gì? Qua bên này. Đây đây, cứ làm đi, cứ làm đi. Qua bên này. Nó ngang, nó nghe nghe một tí chắc chưa, cái này chắc chắc. Chắc. Ván này mỏng lắm. Cái chào Dình nhé. Đẹp dần ra rồi nhà. Ừ. Các bác thấy không? Mình làm mái xong mình bắt đầu chát là nhà rất là gọi là kín mít luôn. Có con kiến không có đường nào để mà nó chui vào được luôn. Hai nữa thì cái kết cấu mái nhà với lại tường của mình cũng chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy, phía bên anh xay đổi ra bên kia là các bác ấy đã chắc xong rồi. Đấy, không chạy rồi. Đây là anh của con này bó gì?
Báo chắc làm việc nhà của anh ấy chắc không lên đây làm rồi nhỉ. Mấy hôm nữa là hết việc chắc rồi. Phải mai mai vẫn lên á? Còn mai à tí gọi xem mai nó có lên được không. Đợt nọ bà anh mì việc thì gọi anh báo. Hiện qua thì đợt này mới xong nhà, hết cái chuồng đến cái bếp. Chả biết bây giờ làm được cái chuồng chưa. Chuồng á? Ừ. Được rồi. Cái bếp, à, cái nhà đô củ kia ừ. Đơn củ thì hôm nay em vào xem rồi, xong rồi. Còn mấy hôm nay thì thú thật là không có thời gian vào. Việc cũng bận không là không biết là các bé nhà mọi người thế nào. Ở đây có các bé, các anh có bé nào bị ốm không? Ở đây á? Con của các anh ấy, con nhỏ ấy. Có trai thứ hai của anh hôm nay đau bụng không đi được. Có bị sốt siếc gì không? Không sốt đâu. Đau bụng thì chắc là do ăn nhầm cái gì. Vâng. Ăn không hoặc là uống nước lã, hoặc là ăn không đảm bảo vệ sinh. Nó đi học thì nó ăn quá tẩy. Chú không ăn, không uống nước lá gì. Hai bé nhà không thì là mít là đến ngày hôm nay là sắp sang ngày thứ ba rồi. Nó cứ sốt thành cơn. Sốt uống thuốc xong lại khỏi, lại chơi lại ăn. Nhưng mà lại được đến tối lại y như rằng là lại ốm. Thế thì nếu mà ngày mai mà không ổn là lại mang đi khám thôi. Mình ở nhà mình không biết được, bởi vì bé nhà không thì cũng thi thoảng cũng hay ốm quá. Ở nhà mình không đoá ra được bệnh. Xong thì hôm nay lại thêm cả càng cò là cũng sốt nóng gian hết cả lên. Thì là chiều hôm nay đáng lẽ không lên đây được, nhưng mà vợ cháu cơm xin nghỉ nên là đang ru cho bé đi ngủ, thì chị lại chơi với mẹ. Bố không thì tranh thủ là đi xem anh em làm việc một chút. Mỗi ngày một cái tiến độ mới thì ở nhà của chơi máy ngày hôm nay đã được chát phần ngoài rồi. Tuy mình có đi chậm hơn so với những ngôi nhà trước đây, do rằng là các cái phần việc phát sinh nhiều từ đầu đến giờ thì các bác thấy rồi. Từ cái nền cũng đã khó rồi, rồi làm cái hiên cũng mất thời gian. Sau đó mới bắt đầu là xây nhà. Và cái việc mình làm thì bình thường những cái ngôi nhà cháu không làm nó không được nhanh rồi. Do rằng là anh em xây xong là phải chờ mái. Tất cả các ngôi nhà cháu không làm thì đều phải chờ mái. Làm mái cho anh em mới bắt đầu cháp tiếp. Thì thành ra là nó không được nhanh, không được cấp tốc. Nhưng mà làm như thế các bác thấy chắc hơn không? Anh em mình đi chậm nhưng mà chắc chắn thôi. Ở đây thì cũng rất là yên tâm. Và từ phía nhà hảo tâm chính chủ đạo là bên bác Hùng ấy, bác cũng không gọi ép tiến độ anh em là phải làm nhanh, làm như thế nào cả. Đúng rồi, chế cho các em cái chổi chít thì quét như thế là nó mịn luôn. Sau này sơn không cần đá mài mài. Sơn không cần mài nữa. Thế là chờ con cũng ốm rồi. Đấy, đấy rồi, thế là đấy, mấy đứa trẻ con là hay ốm rồi. Thay đổi thời tiết. Bên trong xong hết chưa anh mình? Đó. Bên trong nhà. Còn chỗ mà để đống bột đấy là đống xi. Ừ. Thôi cứ chát phần ngoài đi. Cho nó giải phóng xi măng kia đi. Nếu như hôm nay chắc đằng sau nhà này đến chỗ nóc bên này hết thì chắc phải mai một ngày là xong từ nhà đằng trước kia nóc đằng sau này. Ngày kia bắt đầu để chát từ trong nhà, nốt trong nhà. Ừ. Làm đến ngoài đi. Vâng. Cát có đủ không? Cát đủ. Ừ.
nào à, xem nào. Ngày mai xem, ngày mai là thứ 3. Ngày mai á? À. Thôi cứ làm ở đây đi, em là tranh thủ trưa trưa anh em lên xem đất của anh mình. Vâng. Hôm nay cũng tính là hôm nay lên nhưng mà thật là không lên được. A Mỹ gọi là chưa lên được, không không có ai hộ trong thôn. Hai bé ốm mà cứ chỉ có bố với mẹ thôi. Tốt nhất thì mình nên quan tâm đến các con cháu chứ. Không thể không, không không đi đâu được ấy, vì là các bé ốm sốt này là chỉ có kè kè bố mẹ thôi. Có những lúc khỏe khỏe cứ chơi bình thường đấy. Lẩu hấp đó, nó thả đi lẩu hấp đó này. Đâu á? Cháu cơm sẽ đi vào phần. Tôi giải cho số khoa đào cho trong nhà sơn cái tiến độ chát ở bên trong như nào. Con gái sẽ không lên đâu nhá. Đây thuần. Đây, anh em cũng bác giáo hết những cái phần này rồi. À, cố gắng chát cả hai cái tấm tấm chắn này nhá. Nó đẹp tí. Trong nhà của chơi thì mát quá các bạn. Bây giờ thì là đã cơ bản được cái phần chát ở phía bên trong nhà. Đây khu vực bàn bếp đây các bạn. Đấy đi đâu đấy? Không còn bao nhiêu thời gian nữa thì ngôi nhà sẽ chính thức là được hoàn thiện phần xây dựng. Sau khi hoàn thiện phần xây dựng thì sẽ không sẽ gọi anh công anh lên làm mái làm cửa. Đây bây giờ trong phòng khách thì còn cái phần này. Do là xi măng rồi, vừa rồi mình tập kết ở đây. Bé con nhà ai đây? Biết nói tiếng Kinh không? Xin chào. Chí nhớ từ. Chí từ từ. Sai à? Con anh sai à? Học lớp mấy rồi? Năm tuổi. Chưa biết nói đâu đúng không? Chưa biết nói tiếng phổ thông đâu đúng không? Chưa biết nói đâu. Đây vừa rồi là hai cái ô thoáng ở đây thì là không có. Anh em quên thì thôi để cho nó cân đối hài hòa giữa các cái cửa sổ, cửa chính của mình đều có ô thoáng thì anh em cũng chủ động rằng là thiếu thì anh em tự đục ra. Những cái phần lỗi giáo này thì cũng phải đợi để mà anh em xong hết. Xong hết phần chát ngoài, bắt đầu là bịt. Đợt này thì là mình cũng gọi chung là lấy lại cái phần thiết kế của nhà A Báo. Cái bức tường này thì cháu Khâm không có xây kịch vào cái phía bên này, xong rồi làm cửa ra nữa. Trông nó hơi hơi hẹp. Đấy, đây cũng là một cái mẫu nhà mà bên anh Tao Giác Mạch làm cho em Quân. Thì mình cũng gọi là lấy những cái ý tưởng của các anh một phần nào đó để làm sao là làm cái ngôi nhà cho bà con nó hợp lý hơn. Mình thấy rằng là bỏ đi được một nửa bức tường này thì cái không gian nhà được rộng hơn. Trước đây khi mà làm cho Lũ Anh thì anh Hiệp cũng làm theo những cái thiết kế mà ngày xưa anh ấy làm từ các cái ngôi nhà trước đó. Thì các bác thấy là cái phần bếp thì là anh không xây lên kịch như này, mà anh lại xây chéo vát rồi lợp mái bờ lô lại. Còn là cái nền bên nhà bếp thì cũng có đổ bàn bếp nhưng mà không có ốp lát nền. Thế do đó khi mà Khâm làm đến nhà Lũ Em thì Khâm lại gọi chung là thay đổi một chút. Tất nhiên thì thay đổi như thế thì là sẽ kinh phí nó sẽ nhiều hơn.
kinh phí nó sẽ phát sinh nhiều hơn từ việc là làm mái tôn xốp này, đấy, sau đó thì là gạch ốp nền này. Đấy, thành ra thì là thay đổi thì để mà tốt hơn đẹp hơn thì chắc chắn là đi đôi với nó lại kinh phí nó lại phải hơn một tí. Thì những ngôi nhà sau đó thì mỗi anh em mỗi kênh là mỗi một ý tưởng khác nhau, là gọi chung là nhặt những cái đẹp của nhau đi làm ấy. Cái tiện ích của những cái ngôi nhà mà anh em cùng nhau làm thì cùng nhau rút kinh nghiệm, thì đến thời điểm hiện tại là cái mẫu nhà thiện nguyện của các kênh chủ yếu là trên Yên Minh anh em cháu Khâm thôi là gần như là nó cũng có những cái gì mà tương đồng nhau và được tiện nghi rộng rãi hơn. Đặc biệt là cái phần bếp thì bây giờ là gần như là nhà nào các bác xem là anh em đều lát hết, và phía mái thì là cũng phải cố gắng là làm cho gia đình cả cái phần tôn súp kéo hết từ phòng ngủ, phòng khách đến nhà bếp luôn. Các bác thấy cần thay đổi hoặc là tiếp tục là cái duy trì cái thiết kế như này cho những ngôi nhà tiếp theo thì mọi người có thể để lại cảm nhận ở phần bình luận cho cháu Khâm nhé. Ngoài cái việc là anh em học hỏi lẫn nhau ra thì cái sự đóng góp của quý khán giả nó rất là ý nghĩa đối với kênh. Để anh em mình có thể chắt lọc và làm được tốt hơn. Nhây chuyển sang phụ bữa chú. Không có người mình phụ bữa. Phụ cho ba ông nhỉ? Đây, số lượng cát còn lại đây chắc là cũng không thiếu đâu. Gạch qua thì hôm nọ mình chuyển ra để góc bên kia hết. Bây giờ vào cái mùa hè thì là xanh bát ngát luôn các bác ạ. Lương ngô bà con, rồi là cây cối trên núi trên rừng, vùng cao xanh bát ngát luôn. Mùa này đến du lịch Hà Giang thì sẽ có những vùng là lúa bắt đầu cúi bông rồi. Còn là trên khu vực Khâm thì bắt đầu là trổ bông. Lên trên này thì chỉ có thấy cái ngô thôi. Thành ra thì là mùa này đi thì mọi người chỉ thấy một màu xanh thôi. Từ trong nhà ra đến ngoài là mỗi ngày mỗi đẹp hơn đẹp dần các bác ạ. Dình vun hết ngô chưa? Hả? Vun hết ngô chưa? Sắp hết rồi gì? Nhà dình là được bao nhiêu cân giống ngô? Lương ấy? Lương ấy. Ừ. Lương. Còn trong trong thì cũng có ba cân. 5 cân à? Tất cả lương trồng 5 cân giống à? Ngô đẹp như bên kia chưa? Đẹp. Đẹp như này rồi gì? Ở đây đất trồng như thế thôi, bà con chịu khó gọi là chăm bón vun cấy, là hai nữa là có một cái nữa là trời ông trời phải mưa cho thì ngô nó mới đẹp được nhỉ. Ngô nhà anh Mỹ đẹp như này chưa? Ngô nhà anh đẹp như này chưa? Có những chỗ thì nó như nhau. Okay. Chỗ nào đất xấu quá hả anh? Nhưng mà có sâu ăn nhiều. Mùa này sâu ăn ngô nhiều lắm. Đấy, đặc biệt là cái ngô mình trồng sau ấy. Là sâu bị sâu phá hoại rất là nhiều. Khu vực dưới anh Báo đây là của ngô của nhà các bé, nếu mà mấy hôm nay anh Báo mà nắng nên mà không chịu khó đi phun là khả năng là sẽ bị sâu ăn hết. Kể cả hôm qua với hôm nay toàn đi phun thuốc rồi. Ừ, hôm qua mưa thì không phun được đâu. Hôm nay nắng thế này chắc là phun thì nó chết. Thế nô nhà ngô thế nào rồi? Có trồng không? Không trồng á? Có. Ừ. Nhìn như đây nói thế nào? Ngô đẹp chưa? Vun hết chưa? Hiểu đấy thà.
có cười rong gì đâu. Vô tả đâu là tả đâu. Hết rồi ạ. Hết rồi. Lần một lần hai hết chưa. Thế cứ ra với nhà cậu suốt thế này thì làm cái gì để lấy cho cơm cho vợ con ăn? Chờ gọi ra. Bỏ săn đây bỏ. Thế hôm nay gọi ra đây làm gì? Hôm nay có việc gì đâu? Không biết. Chờ gọi ăn lên. Hôm nay á? Hôm nay cậu lại gọi về đây á? Chờ gọi ở săn đây. À. Xong là... Chờ thủ có thể ra. Hoặc là... Khi nào có thời gian thì chơi đi hổ tỉnh đất cho. À. Cái việc đất đai thì không vội được. Mà mình cũng không phải là mình từ từ. Mình không phải là mình bỏ đấy. Mình vẫn đi tìm, mình vẫn tham khảo. Anh say hình như mà cũng có một miếng nữa không? Đúng không? Thế này hôm nào... Ngay cái đường khó chớ luôn. Sao phải cái nhà khó chớ á? Ừ, mới làm. Thế thì để xem em mà mới khởi đi xem ấy thì là sẽ dành một hôm luôn. Được lộ đấy. Đấy là anh cắt cỏ cho xem của anh xem là xem của A Mỹ. Dình có không? Dình không có à? Có nhiều nhưng mà không gần đường. Có nhiều nhưng không gần đường đúng không? À. 5 cân giống ngô thì chắc là còn ở trên nương thôi. Thì kế hoạch là cứ phải tìm hiểu tham khảo đó. Bây giờ càng vội vàng thì có mảnh nào người ta muốn bán ấy thì mình mà cần quá thì lại sẽ bị ép giá. Thôi thì vẫn phải từ từ. Như ngày trước cậu chờ cũng thế thôi. Là cái miếng này là mình cũng gọi là xem đến lần thứ 3. Xem đầu tiên thì không phải ở đây mà xem bao nhiêu nơi rồi. Còn ghi hình video thì cháu không, không thể ghi hình hết được. Và đến đây xem lần đầu, gọi chung là cũng xem cho có rồi lại đi, rồi lại tiếp tục về xem và ghi hình. Và sau đó ghi hình xong lại tiếp tục đi xem chỗ khác. Và tiếp tục là bàn thảo các ý kiến của các bác nhà hảo tâm, đặc biệt là bác Hùng, là nhà hảo tâm tài trợ. Mình phải gọi là cân đong đo đếm tất cả mọi thứ đấy. Thì cuối cùng mới lại chốt được cái phương án cho Minh đất ở đây với cái giá 60 triệu. Thời điểm hiện tại thì là có lẽ là đối với cái... Những cái gì anh em mình đang làm này thì cái miếng đất giá trị nó đã hơn 60 triệu rồi. Cái lều bên kia chắc là bảo chơi dỡ được rồi, trả lại mặt bằng cho Hà nó trồng cấy cái gì cũng được. Để mấy hôm nữa gặp Đào em ấy. Cái lều đấy dỡ đi được rồi. Bây giờ để chả để làm gì. Xong là xem Hà ngô các thứ như thế nào. Bắt đầu chát đến bước này nữa. Bước này chắc phải đứng lên cái tấm kia mới chát được đến nóc á. Hả? Ở dưới này cũng chát lên được. Không, anh đứng ở kia anh là người chát được đến nóc bên kia. Bên kia mà. Ờ, đến nhỉ. Cái tấm kia đứng đảm bảo không á, không được á. Tấm này á? Ừ. Tấm này thì nhẹ thì mình đứng được, mình nặng thì không đứng được. Nó cảm giác ghê ghê. Tôi vẫn biết là ngày xưa là sắt các kiểu là đan... Đan sắt to hết mà. Nhưng mà trông nó hơi mỏng manh. Đứng không làm sao được đâu. Anh thử đứng lên không việc gì cả. Cái này không việc gì hết. Chẳng qua mình tự cảm giác tưởng tượng trong đầu ra là nó yếu thôi. Mình nghĩ nhiều thì hơi sợ. Không, nhưng mà đợt như đổi nhà ông trẻ là không chắc mấy đâu. Đợt này là em bảo các anh là làm với lại trong quá trình đổ cái khóa tường này là mình sẽ bắt đầu là mình đan sắt thể thì nó chắc hơn. Thoải mái đứng thoải mái chắc được không? Ngày trước thì là anh bị anh bắt đầu khoan cấy vào để đổ sâu thì thành ra là chắc chắn là nó sẽ không chắc chắn được như cái thời điểm hiện tại mà mình đang làm cho em chơi. Rất là
Bây giờ ở đây có đinh đấy. Đinh nhiều lắm. Yeah, nhắm vào mới thấy đây này. Nhắm vào mới thấy rằng là thấy tê tê ngón chân. Đinh nhiều này nguy hiểm đấy, trẻ con ở đây cẩn thận nhé. Cái con anh say ở trong kia. Thằng thứ hai à? Thằng đầu tiên mấy tuổi? Bây giờ 8 tuổi rồi. Không. Mình chỉ thấy bắt đầu là mình nhõm nhẹ nhẹ thấy bắt đầu nó trướng trướng thì mình thấy là có đinh rồi. Sợ trẻ con nổi chạy này là cắm vào chân là phải đi tiêm đấy. Trời như kiểu lại sắp mưa ấy nhỉ. Mây đen lại bắt đầu kéo đến rồi. Vừa rồi khi mà bác Hùng thông tin với Khâm là mình sẽ làm cái vàng rào. Thời điểm hiện tại bắt đầu lên ý tưởng để mà lên làm cho em chơi rồi. Rồi sau này thì tất đất tất vàng, bác Hùng cũng chỉ rõ quan điểm luôn. Mình sẽ đất của mình đến đâu, gọi chủ đất hai bên về, đính chính lại tất cả, rồi là mình sẽ rào lại, đầu ra đó luôn. Chắc tiến độ là mấy hôm nữa thôi, trời mà ủng hộ, chắc bên ngoài thì cần cái thời tiết là nắng như thế này, thì anh em mới có thể làm được ngoài trời. Thì cái thời tiết nắng như này khoảng 2 hôm nữa chắc có lẽ thì là hòm cái phần chát thôi nha, và sẽ tiến hành phần lát là cái phần cuối. Hôm nay cháu Khâm lên và tiếp tục là cập nhật những cái tiến độ cho quý khán giả các bác mọi người cùng xem về tiến độ của nhà em chơ máy. Đến đây thôi thì cháu Khâm cũng xin phép là tạm dừng video thôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bác các cô đã luôn luôn là ủng hộ cháu Khâm, dành thời gian theo dõi video của cháu Khâm nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video tiếp theo. Xin chào.